Tham khảo thị trường xe đã qua sử dụng hiện nay, một chiếc Toyota Corolla Cross sản xuất năm 2021 đang được giao bán với giá 695 triệu. Thông tin từ người bán cho biết, chiếc xe thuộc phiên bản V, ngoại thất màu xám và nội thất màu đen. Chỉ số quãng đường đã di chuyển là 60.000 km. Khi mua mới, bản V có giá niêm yết là, là 820 triệu. Để trở thành chủ nhân hợp pháp của chiếc xe, người dùng ban đầu phải tiêu tốn một khoản tiền lên đến khoảng hơn 960 triệu. Như vậy. Sau 3 năm sử dụng, chiếc xe đã mất giá một khoản không nhỏ. Tuy nhiên, đây vẫn là một lựa chọn đáng cân nhắc với những ai có tài chính hạn hẹp và không ngại dùng xe cũ. Toyota Corolla Cross 2021 được xây dựng dựa trên nền tảng khung gầm toàn cầu TNGAC. Xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.460mm, 1.825mm, 1.620mm, chiều dài cơ sở đạt 2.640mm, khoảng sáng gầm cao 161mm, ở ngoại thất, Corolla Cross 2021 bản V nổi bật với cụm lưới tản nhiệt cỡ lớn màu đen bóng, cản trước cỡ lớn và hai cụm đèn pha LED. Ngoài ra, xe còn được trang bị đèn sương mù LED, gương chiếu hậu chỉnh trên gập điện, tay nắm cửa cùng màu thân xe, vành la răng 5 chấu kép kích thước 18 in dài đèn hậu LED. Bên trong khoang lái, Toyota Corolla Cross 2021 sở hữu nhiều trang bị tiện nghi như vô lăng 3 chấu, màn hình cảm ứng trung tâm 9 in, hỗ trợ Apple CarPlay Android Auto điều hòa tự động hai vùng độc lập, dàn âm thanh sáu loa, ghế lái chỉnh điện, cửa sổ trời hàng ghế trước. Dưới nắp capo, Toyota Corolla Cross 2021 bản V được trang bị động cơ xăng 1.8 lít 4 xi lanh, sản sinh công suất tối đa 140 mã lực và mô men xoắn cực đại 177 Nm. Xe sử dụng hộp số vô cấp Super CVTi và hệ dẫn động cầu trước. Trang bị an toàn trên xe có ga tự động, chống bó cứng phanh ABS phân bổ lực phanh điện tử hỗ trợ phanh khẩn cấp ba cân bằng điện tử chống trượt hỗ trợ khởi hành ngang dốc móc ghế trẻ em chuẩn bảy túi khí camera lùi